Kính chào quý vị khán giả. Từ hôm nay, nắng nóng trên diện rộng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ có mưa to và xuất hiện ở nhiều tỉnh thành. Thời gian mưa cũng đến sớm hơn. Ngay từ sáng nay, mây dông đã phát triển và trút mưa nhiều nơi tại Nam Bộ. Trong đó thì Vĩnh Long, Hậu Giang, Cà Mau, Cần Thơ, cường độ mây dông mạnh, trời mưa to và chỉ trong 2 tiếng, lượng mưa ghi nhận lên trên 40mm. Mưa sẽ còn xảy ra ở nhiều nơi khác của Tây Nguyên, Nam Bộ cũng như là khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận trong chiều và tối nay. Cảnh báo có nơi mưa rất to trên 80mm. Nguy cơ cao gây ra sạt lở đất, lũ quét tại Tây Nguyên và vùng núi từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đồng thời cần phải đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Trở ra phía Bắc, Bắc Bộ tới Thừa Thiên Huế tạm thời vẫn có nắng gián đoạn trong chiều nay. Quý vị có thể thấy oi nóng do ẩm cao kết hợp với mức nhiệt cao nhất phổ biến tại thủ đô Hà Nội và các thành phố từ 31 đến 34 độ. Đến chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ tới Quảng Bình cũng lại chuyển mưa dông. Dự báo cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, tiềm ẩn nguy cơ đi kèm gió giật và sấm sét. Bà con sinh sống ở sườn đồi dốc đứng vẫn cần cảnh giác với sạt lở đất khi mà mưa cấp tập trong thời gian ngắn. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang gồm nhiều đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo. Ra ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa cũng có mưa dông dễ đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Do thời tiết xấu, Kiên Giang đã tạm ngưng hoạt động các tuyến tàu phà ra đảo Phú Quốc, Nam Du từ sáng nay để đảm bảo an toàn cho hành khách. Còn tại huyện đảo Hoàng Sa, chiều nay ít mưa, có nắng, gió duy trì cấp 4. Kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo cho các khu vực trên cả nước trong chiều và tối nay.